Chương 1 Năm năm trở về, vương quốc đem đổi chủ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hoang vực, vô biên vô hạn. Có tụ tập thiên địa linh khí danh Sơn Đại Xuyên, động thiên phúc địa, cũng có ít ai lui tới đất cằn sỏi đá. Trăm vạn sinh linh tụ tập có thể làm thành trì, ngàn vạn sinh linh tụ tập có thể làm vương quốc, ức vạn sinh linh tụ tập có thể làm hoàng triều. Đại tề hoàng triều, tề hoàng thống trị vô biên cương vực, cương vực bên trong có sáu vương quốc làm phụ thuộc, trong vương quốc cũng có sáu vương quốc yếu môn phái nhỏ, những tông môn này hàng năm yêu cầu cho vương quốc nộp lên trên nhất định tài nguyên. Mà sáu đại vương quốc, đồng dạng yêu cầu cho đại tề hoàng triều nộp lên trên tài nguyên. Tông môn phụ thuộc vương quốc, vương quốc phụ thuộc hoàng triều, về phần hoàng triều thì phụ thuộc cường thế hơn lực. Thế lực phân bố hiện kiểu ruộng bậc thang, chí cường giả thì đứng tại đỉnh kim tự tháp đại tề cảnh nội. Lục quốc, sáu đại vương quốc một trong. Trong vương thành. Trên bầu trời phiêu đảng màu trắng bông tuyết, tràn ngập lạnh lẽo khí tức, thỉnh thoảng thổi lên một đạo gió lạnh, lạnh giá thấu xương. Vương thành mỗi phố lớn, cùng tất cả công trình kiến trúc đỉnh chấp, đều bao trùm một tầng thật dày tuyết động, trên đường phố, thiếu đi ngày trước phồn hoa, bóng người tiêu điều. Loại trừ lạnh giá thời tiết để cho người ta không nghĩ ra ngoài cửa, còn cùng một việc có quan hệ gần nhất đều đang đồn nói lục quốc nhân vương lục chính hằng cùng đại tướng quân phương thường lâm không hợp hai người này một người làm quân vương một người vi thần vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh thiên hạ thần tử ai không muốn làm quân vương làm xuất hiện công cao chấn chủ sự tình quân thần ở giữa liền sẽ lặng yên xuất hiện vi diệu tình huống tỷ như hiện tại lục quốc rất có thể liền sẽ phát sinh một tràng vương quốc chính biến nguyên nhân gây ra là dạng này lục quốc cùng tướng quốc lãnh thổ giáp giới một mực đến nay vì tranh đoạt địa bàn tài nguyên biên cảnh thường xuyên phát sinh chiến loạn đại tướng quân phương thường lâm trấn thủ biên cương chống cự tướng quốc quân đội thanh danh uy vọng ngày càng tăng trưởng trở thành trong lòng bách tính thủ hộ thần ngay tại ba tháng trước hai nước quân vương ước định một trận chiến đấu lục quốc quân vương không địch lại bị thương trở lại hoàng cung bản thân bị trọng thương trên phố lưu truyền quân vương lục chính hằng thân trúng kịch độc, không còn sống lâu nữa. Đại tướng quân phương thường lâm rục trịch, triệu tập lục lộ binh mã, khải hoàng hồi thành, có khả năng có thể làm đại động tác. Loại trừ đại tướng quân bên ngoài, lục quốc trong lãnh địa, phi xà tông, âm độc cửa hai đại tông môn thế lực tông chủ, đệ tử đều tiến vào trong vương thành, có người tận mắt nhìn thấy bọn hắn tiến vào phủ đại tướng quân. Trừ đó ra, vương thành các đại gia tộc, cùng đại tướng quân đi cũng cực kỳ mật thiết đại tướng quân con trai phương đằng thông qua huyền lôi phái thí luyện con đường trở thành huyền lôi phái địa vị cao thượng thái thượng trưởng lão quan môn đệ tử cái này dùng đến ủng hộ phương thường lâm thế lực càng ngày càng nhiều danh vọng nước lên thì thuyền lên huyền lôi phái mặc dù là thế tục môn phái không có lập quốc nhưng mà trong môn thế lực không giống như vương quốc nhỏ yếu trái lại nhân vương lục chính hằng danh nghĩa tuy có một tên dòng giỏi nhưng mà bất học vô thuật thanh sắc chó ngựa không có chút nào thành tích, lớn tuổi hơn 18, một điểm tu vi đều không có. Trên thế giới này không có tu vi, chỉ là phế vật. Hơn nữa tại 5 năm, năm trước, cái phế vật này không biết tung tích, phỏng chừng đã chết tại bên ngoài. Giờ đây Lục Quốc Vương thành, tuy là nhìn như bình tĩnh, nhưng thực ra có một loại gió thổi báo dông tố sắp đến cảm giác. Lục Quốc rất có thể đổi quốc hiệu làm phương. Trong vương thành nào đó tự quán to lớn trống trải địa phương, ngồi top 5 top 3 người, còn có rất nhiều bàn trống, bên trong một cái vị trí cạnh cửa sổ, ngồi thẳng một người mặc trường bào màu xanh, nhìn lên đến không sai biệt lắm 22, 23 thanh niên. Thanh niên có một trương lăng giác rõ ràng khuôn mặt, trên mặt mang lười biến thần sắc. Nhìn lên đến thật giống như bình thường thanh niên, không có một chút khí chất, nhưng nhìn kỹ, thanh niên trên mình lại tản mát ra một loại kiểu khác khí chất, thuộc về nén lòng mà nhìn hình trên bàn để đó một bình rượu bầu rượu bên cạnh còn im lặng để đó một thanh kiếm thanh niên rót cho mình một chén rượu nhẹ khẽ nhấp một miếng cảm thán nói vương thành thất tinh tửu vẫn là cái mùi kia ta đã năm năm không có thưởng thức được lão đầu tử này thế nào làm năm năm chưa có trở về ta còn tưởng rằng dựa vào hắn cố gắng đã sớm đặt xuống tướng quốc đem tướng quốc hợp lại tăng lớn lãnh thổ ta tốt thanh thản ổn định làm một cái hoàng khố hiện tại không chỉ không có tấn công xong tướng quốc, hơn nữa bản thân bị trọng thương, còn lập tức bị phương thường lâm đoạt vị, ai, thật sự là càng lăn lộn càng trở về thanh y nam tử vừa uống rượu, một bên nói thầm. Năm năm, thời gian rất dài, vương thành rất lâu không có từng hạ xuống lớn như vậy tuyết, theo sau, thanh niên ánh mắt nhìn xem bên ngoài, một mảnh tuyết trắng mênh mang cảnh tượng, thầm thúy con ngươi hiện lên một chút nhớ lại. Đúng lúc này, ngoài cửa tràn vào đến một đoàn người, đại khái hơn 10 người bộ dáng, mỗi người sắc mặt đều có chút âm u, người mặc thống nhất phục sức, đi sau khi đi vào, trên mình phát ra âm hàng khí tức, để tử quán nhiệt độ thấp hơn. Bọn hắn sau khi đi vào, tùy tiện tìm hai cái bàn ngồi xuống. Vốn là trong tử quán còn có một chút khách nhân, khi thấy đám người này tiến vào, trên mặt lóe ra e ngại, vội vã nâng cốc tiền ném, nhanh chóng thoát đi tử quán, tự hồ đám người này là hồng thủy mạnh thú. Tiểu nhị, lên mười ấm tốt nhất thất tinh tử, một người mở miệng nói ra. Tiểu nhị mở miệng nói. Được rồi, khách quan ngươi hơi ngồi một chút. Cũng không biết Phương Thiếu khi nào trở về, Phương Thiếu lúc trở lại, liền là lục chính hằng mạng vẫn thời điểm đúng vậy a à, nhân vương một khi vẫn lạc, đã hứa hẹn chúng ta phi xà tông một phần mười tài nguyên, thừa dịp rượu còn không có bên trên, đám người này bắt đầu bắt đầu nói chuyện phím. Lại nói, nhân vương còn có một tên dòng giỏi còn sót lại bên ngoài, nếu như lục quốc hủy diệt, đối phương trở về đến báo thù, cái này ngược lại có hơi phiền toái, bên trong một cái sinh ra mắt tam giác nam tử mở miệng nói ra. Suy, ngươi nghĩ gì thế, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua truyền văn à, nhân vương dòng dõi lục trần, đã biến mất thời gian 5 năm, 5 năm trước lục trần 18 tuổi, hành vi phóng túng, thanh sắc chó ngựa, không có tu luyện, đến 18 tuổi thời điểm vẫn là một cái từ đầu đến đuôi phế vật, nói thế nào báo thù, đúng vậy à nói không chắc tại lang thang bên ngoài, gặp được yêu thú hoặc là đạo tặc, bạch cốt hóa đất vàng, một phần thảo đều cao 5 mét, ha ha ha, ngươi một lời ta một. Câu, theo sau mọi người điên cuồng tiếu lên. Lục chính hằng tốt xấu là lục quốc quân vương, các ngươi dạng này tùy ý đàm luận, thật được không, ngay tại mọi người hưng phấn thảo luận thời điểm, một cái không thích hợp âm thanh theo bên cạnh vang lên. Nhóm này thảo luận người âm thanh im bạc mà dừng, theo sau lần theo âm thanh, nhìn thấy gần cửa sổ chỗ ngồi ngồi một cái thanh niên mặc áo xanh đối phương ánh mắt sâu kín nhìn kỹ đám người bọn họ phát hiện là một người bọn hắn lập tức trầm tĩnh lại bên trong có người chế giễu. nhìn ngươi là kẻ ngoại lai a hiện tại người nào không biết lục quốc bấp bên đại hạ tương khuynh phương tướng quân vừa vặn tương phản như mặt trời ban trưa là tương lai quân vương chọn lựa đầu tiên lời này là chính các ngươi nói vẫn là Phương Thượng Lâm nói, thanh niên nhìn về phía bọn hắn dò hỏi. Càng rỡ, Phương tướng quân tục danh, há lại ngươi gọi thẳng, đúng đấy, ngươi muốn tìm cái chết, chúng ta không ngại thành toàn ngươi. Một đám người lập tức đối thanh niên lạnh nhạt nói, trong mắt không che giấu chút nào sát ý, nếu như không xảy ra ngoài ý muốn, tất nhiên, cũng không có bất ngờ, tại ít hôm phía sau, Phương tướng quân chính là Tân Quân Vương, bọn hắn trong âm thầm, đã sớm xưng hô Phương tướng quân đối nhân sự thế vương. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.